Nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý giờ ra sao? Chị Kiều Thị Mai, mẹ em Vũ Văn Tuấn Ca, học sinh lớp 7 trường Trung học Cơ sở Đại Đông, huyện Thạch Tất, Hà Nội, bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý cách đây một tháng cho biết, đến nay con trai vẫn chưa lấy lại được nhận thức bình thường, thường xuyên nói mọi người là côn đồ. Sáng ngày 23 tháng 11 trao đổi với phóng viên dân Việt, chị Kiều Thị Mai, mẹ em Vũ Văn Tuấn Ca, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý cho biết con trai vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường. Sáng nay, gia đình cũng đã tiếp tục đưa ca đi điều trị tại Văn phòng Tư vấn Trị liệu Tâm lý Trẻ Em, Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thường bình Xã hội do Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em kết nối giới thiệu trong câu chuyện với chúng tôi chị mai cho hay sau một tháng điều trị đến nay tình hình của em ca có tiến triển nhưng không đáng kể lúc tỉnh táo thì ca nhận ra cha mẹ nhưng sau đó lại chóng quên rơi vào trạng thái mất ý thức và thường xuyên bảo tất cả mọi người là côn đồ trước đó có thời điểm con lên cơn nóng giận không vừa ý gì là ném hết đồ đạc các bác sĩ quan tâm điều trị cho uống thêm thuốc an thần nên đỡ quậy phá tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn cháu nhìn thấy ai cũng nghĩ là người xấu bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài. May ra mới có cơ hội hồi phục. Gia đình chỉ mong mỏi con sớm khỏi bệnh là điều mừng nhất, nếu không thì khổ quá, chị Mai chia sẻ. Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu ca bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly, một dạng rối loạn tâm thần. Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý hai buổi mỗi tuần với chuyên gia mà Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu ca. Khóa điều trị này kéo dài 12 đến 16 buổi. Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con. Các đây không lâu, gia đình những đứa trẻ đánh con tôi đến nhà tôi, đòi tôi phải đưa hết giấy tờ khám chữa ra, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám. Tôi không hiểu biết, không biết nên làm gì. Con tôi từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ thành khuyết tật. Những người đã làm cho cháu trở nên như thế này thì không phải chịu bất kỳ tội gì. Tôi mong chờ mọi việc ra pháp luật phân xử. Chị Mai nói, trao đổi với phóng viên dân Việt sáng ngày 24 tháng 11, ông Đỗ Công Dực, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đại Đồng cho hay, đến nay em ca vẫn đang phải tạm nghỉ học tại trường để điều trị. Trước đó, em ca có đi học vài hôm theo sở thích nhưng sức khỏe chưa đảm bảo. Hồi ở bệnh viện Bạch Mai hơn 10 ngày, lúc tỉnh táo em ca có chủ động gọi điện cho tôi. Khi ấy nhanh nhẹn, còn nói rốt ruột về đi học thi giữa kỳ, nhưng trong ngày có một số cơn sang chấn tâm lý nên sức khỏe em chưa thật ổn. Hiện em đang điều trị liệu trình điều trị tâm lý ở trung tâm bảo trợ, ông Dực cho hay. Trước ý kiến cho rằng, gia đình các em học sinh bạo hành em ca yêu cầu phải đưa hết giấy tờ khám chữa ra, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám, ông Dực cho hay, thực tế vẫn đang đồng hành từ cam kết Ủy ban Nhân dân xã đứng ra giải quyết. Bước đầu, gia đình các em cũng đã đưa hơn 50 triệu để lo điều trị cho em ca, tiền thuê xe gia đình các em lo, về việc yêu cầu đòi cung cấp giấy tờ mới bồi thường diễn ra từ hồi giữa tháng 10. Gia đình các em ấy đến tận nhà nói chuyện về viện phí, họ bảo đưa chứng cứ để chi trả. Tôi nghĩ việc này cũng là hợp lý. Chính gia đình em ca cũng nói, tiền viện phí không hết là bao, đề nghị các gia đình hỗ trợ nhiều hơn và họ thống nhất phương án. Ông Dực chia sẻ. Về ý kiến cho rằng, nhà trường kỷ luật các em học sinh có hành vi đánh bạn chưa đủ sức gian đe, ông Dực phân trần, trong điều lệ trường trung học cơ sở chỉ có kỷ luật đến mức dừng học ở trường có thời hạn trong quá trình các em bị kỷ luật thì hết thầy, ban giám hiệu, giáo viên, tổng phụ trách, công an xã, huyện mời làm việc khiến các em cũng rất hoảng sợ khi không được học trong nhiều ngày. Bản thân các em cũng biết sợ, biết lo lắng, nên tôi nghĩ hình thức kỷ luật dừng học một tuần, tôi nghĩ đã đủ răng đe, ông Dực cho hay. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, ông Dực cho rằng người đứng đầu nhà trường như mình phải chịu trách nhiệm. Hình thức khiển trách thế nào phụ thuộc cơ quan cấp trên còn về lương tâm và trách nhiệm đối với MK tôi nghĩ mình không phải băn khoăn gì bởi tôi đã lo lắng ngay từ đầu bằng mọi cách xử lý tình huống phối hợp kết hợp báo cáo lãnh đạo địa phương công an phòng giáo dục đào tạo thăm nom MK bằng các biện pháp hình thức chính vì vậy lương tâm không gì ân hận mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn ông dực nói thêm cách đây một tháng dư luận vô cùng xôn xao sau sự việc em vũ văn tuấn ca học sinh trường trung học cơ sở đại đồng huyện thạch thất hà nội bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý hiện tại ca đang phải tạm nghỉ học để điều trị và ổn định tâm lý liên quan đến vấn đề này ông nguyễn mạnh hồng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thạch thất đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của ban giám hiệu trường trung học cơ sở đại đồng và lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đại đồng trong công tác quản lý trật tự trên địa bàn nhà trường học sinh khi để xảy ra vụ việc nêu trên Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, công an huyện, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng cùng công an xã và nhà trường tập trung xử lý giải quyết vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, ngày 26 tháng 10, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thạch Thất yêu cầu khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe cho nam sinh này. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất, trong kỳ nghỉ hè năm học 2022-2023 đến tháng 9 năm 2023, em ca học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đại Đồng bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần ở trong trường và ngoài trường. Do sợ các bạn nên ca không báo với thầy cô và bố mẹ. Đến ngày 16 tháng 9, gia đình và nhà trường mới biết sự việc. Giáo viên chủ nhiệm đã xác định được 6 học sinh đánh ca, khiến học sinh này bị sưng ở đầu và có vết bầm tím trên cơ thể. Ngày 20 tháng 9, trường trung học cơ sở Đại Đồng đã họp hội đồng kỷ luật, xử lý kỷ luật khiển trách với các học sinh đánh bạn. Học sinh và các gia đình của học sinh đánh bạn cũng đã nhận lỗi.